Ông chủ chỉ cho bạn một vị trí, một công việc, không cho bạn một tương lai. Đúng không ạ? Cho ngày hôm nay, nếu như bạn là một nhân tài rồi, bạn ngày nào cũng đi làm, dốc tâm, dốc sức, dốc lực để kiếm 1.000 đô, 2.000 đô, 5.000 đô của công ty đấy, nhưng bạn dừng là bạn hết. Đúng nào? Bạn không làm nữa hết. Và bạn với tôi giống nhau là gì? Là 5 năm nữa, tôi và bạn đều cộng thêm 5 tuổi vào số tuổi hiện tại của bạn. Và một ngày nào kia, bạn sẽ không thể nào đi làm việc nữa.